Miến và Quang Quý xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Vinhome Shopping. Chào mừng quý vị đến với một chương trình rất là đặc biệt nói về việc chúng ta chăm sóc sức khỏe cũng như là nhan sắc của mình. Ngày hôm nay cùng với Phùng Yến và Quang Quý, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau câu chuyện về một loại dưỡng chất rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta, đó chính là mật ong. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc là mật ong dùng như thế nào, có thể là chăm sóc sức khỏe ra sao, nhan sắc của mình ra sao, mà chúng tôi còn mang đến cho quý vị rất là nhiều những thông tin chuyên sâu về việc mình có thể lựa chọn mật ong như thế nào là tốt đối với sức khỏe của mình, cũng như là không nhầm lẫn giữa những sản phẩm mật ong đang có ở trên thị trường và làm sao để chúng ta có thể chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của mình nữa. Đúng rồi thưa quý vị, và với chương trình lần này thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị rất là nhiều những thông tin và những kiến thức bổ ích. Và hôm nay sẽ là một chương trình rất là đặc biệt, tại vì không chỉ có Quang Quý và Phùng Yến ngồi nói chuyện cùng với tất cả mọi người đâu, mà ngày hôm nay chúng ta sẽ còn có một vị khách mời rất là đặc biệt. Chúng ta hãy cùng xem vị khách mời này là ai quý vị nha. Quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhìn ngắm những hình ảnh của vị khách mời rất là xinh đẹp trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chị Lê Ngọc Thu Trang, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Ông Mật Fresh CB. Ngày hôm nay rất là vui khi mà được chị đến đây để chia sẻ thật là nhiều những thông tin liên quan đến mật ong. Dạ, và câu hỏi đầu tiên em muốn đặt ngay đến cho chị Trang, đó là giữa rất là nhiều những cái công việc kinh doanh thì cơ duyên nào đã mang chị đến với việc kinh doanh mật ong ạ? Cảm ơn Phụng Yến. Thực tế ra tôi sinh ra là không phải là một người kinh doanh. Có thể nói là tôi cũng có một cái quá trình phát triển và có những cái sự nghiệp giống như các chị em phụ nữ khác. Khi mà chị lập gia đình á, thì ông xã là một thành viên trong một gia đình nuôi ong và phát triển ngành ong rất là lớn ở Việt Nam. Thì trong quá trình mà mình làm việc đó thì nhiều bạn bè rất là có nhu cầu về mật ong. Người Việt Nam mình rất là cần dùng mật ong mà không có được cái sản phẩm mật ong tốt để dùng. Thì lúc đó là tôi mới nghĩ rằng là nếu mà chúng ta có thể đem đến cho người dân Việt Nam mình những thực phẩm sạch thì đó là một sự cống hiến. Và lúc đó là tôi quyết định là có thể là tôi phải trải qua nhiều thử thách hơn, có thể phải đánh đổi nhiều hơn. Nhưng cái mà mình được đó là chính là mình thử sức mình và làm những gì đó mà mình cảm thấy rằng mình cần phải làm cho đất nước mình, cho con người Việt Nam và cũng như là gia đình của mình. Và như vậy là thương hiệu JCB đã ra đời. Và trước khi đến với chương trình lần này thì Quang Quý cũng đã có gặp gỡ rất là nhiều quý vị khách hàng và cũng tìm hiểu là tâm tư nguyện vọng cũng như là những cái câu hỏi mà quý vị khách hàng mong muốn là đặt ra để chúng ta có thể là lựa chọn một cái dòng mật ong nó đúng và nó đặc biệt. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi từ quý vị khách hàng quý vị nha. Đầu tiên đó chính là câu hỏi của anh Lê Viết Phương, 33 tuổi. Anh Phương có hỏi là có lần vợ tôi gọi điện thoại dặn là khi tôi về nhà thì mua cho cô ấy một chai mật ong nguyên chất để ngâm chanh đào. Nhưng mà tôi không có biết mật ong nguyên chất là sao và làm sao phân biệt, vì chỗ nào họ bán mật ong cũng là nói là mật ong nguyên chất hoặc là mật ong rừng. Như vậy thì làm sao mới tốt? Trước tiên thì tôi cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Có thể anh là điển hình của một người đàn ông, một người chồng rất là được vợ tin tưởng nên mới nhờ đi mua mật ong. Anh Phương thân mến, thực sự ra rất là khó để một người tiêu dùng như anh mà biết được mật ong thật hay là mật ong nguyên chất hay không. Bản thân chúng tôi là những chuyên gia. Trong lúc chúng tôi thử mật và chúng tôi đi tìm những nguồn mật đó, chúng tôi cũng sẽ bị những sai lầm y chang như người tiêu dùng vậy đó, là có thể mua, có thể thu về một loại mật không có đúng. Thực tế ra phải nói thật lòng rằng chúng ta không có một biện pháp nào cả để thử mật ong bằng cách dân gian mà biết được mật ong đó là nguyên chất hay không. Cho nên chính vì lý do đó chúng tôi muốn đem đến cho quý vị một cái thương hiệu, một cái công ty mà quý vị có thể tin tưởng được. Bởi vì sao? Quý vị chỉ có thể chọn lựa được những nhà cung ứng mà quý vị tin tưởng, chứ chúng ta không có cách nào để thử cả. Ví dụ như là khi chúng ta thử bằng giấy quyến, chúng ta thử bằng cộng hành, chúng ta thử bằng bất cứ cách gì cũng không đúng cả. Bởi vì những ví dụ như cái giấy quyến thì thể hiện là cái mật ong nó đặc thôi, nó đặc thì nó sẽ kết dính hơn và nó sẽ lăn qua được cái tờ giấy, nó ít nước nên nó không có bị thấm vào giấy. Chúng ta đi tour du lịch thì chúng ta thấy người ta hay bỏ nước vô, người ta xay cái đĩa như thế này nó ra hình tổ ong, thì điều đó chỉ cũng thể hiện một điều thôi, là mật ong đặc. Khi chúng ta bỏ một cái chất sánh đặc và nước là một cái chất rất là loãng, chúng ta quay theo một cái hình tròn như thế này thì nước nó sẽ xen vào giữa cái chất đặc đó, nó sẽ tạo ra những cái hình gần như tròn nhưng mà nó không được tròn đều, bởi vì cái lực chúng ta quay nó không có hoàn toàn là 100% là hình tròn, nên nó sẽ ra những cái hình hơi dít chắc và nó giống như hình tổ ong, nghĩa là có khúc như vậy. Thì chính vì cái cách làm đó mà họ đã
thuyết phục được rất nhiều người tiêu dùng mua, nhưng cái đó là những người chuyên nghiệp như chúng tôi thì chúng tôi không làm được. Chúng tôi chỉ có thể nói với khách hàng rằng hãy chọn cho mình những công ty thật sự uy tín và họ có quy trình đàng hoàng. Ví dụ như họ có thể trình bày được quy trình của họ là họ thu mật như thế nào, họ kiểm tra như thế nào, thì quý vị sẽ yên tâm hơn. Tôi cũng mong là anh Phương có thể chọn được một thương hiệu tốt cho mình và để mua cho vợ được cái mật ong tốt mà chị rất là thích. Và tiếp theo thì mình sẽ đến với câu hỏi của chị Hoàng Yến, 31 tuổi. Chị hỏi là tôi đang sắp sanh con đầu lòng và sắp nằm ổ một thời gian. Tôi nghe mọi người nói là khuyên uống mật ong nghệ để đẹp da và mau lành vết mổ, không biết có đúng hay không? Vậy nên uống như thế nào cho hiệu quả và có ảnh hưởng gì đến sữa cho em bé bú hay không ạ? Cảm ơn chị Yến rất nhiều. Rất là trùng hợp là tôi cũng mới sanh em bé thứ hai và cũng là sanh mổ. Nên chị cứ yên tâm rằng mật ong chúng ta sẽ sử dụng rất tốt cho bà mẹ sau khi sanh. Đối với tôi thì tôi hay dùng, ví dụ như mỗi buổi sáng thức dậy tôi sẽ uống một cốc nước ấm pha với một muỗng mật ong và với 1/4 trái chanh. Tôi uống đều như vậy để giúp cho thứ nhất là cơ thể chúng tôi có được nhiều cái dưỡng chất, đồng thời có sức đề kháng giúp cho bé có thể bú sữa mẹ và tăng cái sức đề kháng cho bé. Một cách nữa là mình có thể dùng chung với nghệ tươi. Ví dụ như chúng ta có được nghệ tươi, chúng ta xay ra, chúng ta giã nhuyễn và chúng ta bỏ mật ong vào, thì chúng ta có thể pha với một ít nước ấm với nghệ với mật ong, thậm chí là chúng ta có thể ăn và chúng ta có thể uống nước vào. Cách sử dụng như thế sẽ giúp chúng ta có được, thứ nhất là giúp chúng ta mau lành vết thương. Kế đến là chúng ta có được những cái dưỡng chất với những cái vi chất giúp chúng ta lúc nào cũng tươi tắn khỏe để có thể có đủ sức để chăm em bé. Em thấy chị là em thấy được minh chứng của sự tươi tắn và trẻ trung và đủ sức để chăm em bé rồi. Và cũng là một câu hỏi tiếp theo Quang Quý nhận được là của chị Thanh Liễu, 25 tuổi. Chị Thanh Liễu hỏi là tôi thường xuyên nghe người ta khuyên là không nên dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi, không biết tại sao lại có lý do như vậy ạ? Cảm ơn chị Liễu rất nhiều. Thực tế ra chúng ta, mật ong chúng ta đúng như chị nói là chúng ta không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi. Tại vì lúc đó là cái hệ tiêu hóa của bé rất là yếu. Và trong mật ong á, nó có những cái bào tử của vi khuẩn. Mà mặc dù người lớn chúng ta thì không bị ảnh hưởng, nhưng đối với trẻ em thì đó là một cái nguy cơ. Nên đối với chúng tôi là những người sản xuất và những người nuôi ong, những người sản xuất và chế biến, thì chúng tôi hiểu rằng cái đó chúng ta phải bảo vệ người tiêu dùng. Và trẻ em dưới 12 tháng tuổi chúng ta không nên sử dụng cho bé, bởi vì bé không có hấp thu được. Cái kế đến là lúc đó bé không cần cái sản phẩm mật ong như là người lớn chúng ta đâu. Bé sẽ cần sữa mẹ tốt, bé sẽ cần được ăn dặm theo đủ chế độ dinh dưỡng. Vậy là bé đã có thể phát triển rất là tốt rồi, nên chị không cần phải lo lắng về việc sử dụng mật ong cho bé. Khi bé bắt đầu trên 1 tuổi hoặc là thậm chí 2 tuổi thì chúng ta có thể sử dụng mật ong cho bé. Khi chúng ta cho bé dùng nước trái cây, chúng ta có thể bỏ dùng muỗng mật ong. Khi chúng ta trước khi bé đi học, chúng ta có thể cho bé ngậm một tí mật ong để bé không bị viêm họng. Rất là nhiều những thông tin chi tiết Và chúng ta đến với câu hỏi của chị Thanh Nga, 49 tuổi. Chị hỏi là dạo gần đây tôi bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc da vì tôi thấy cơ thể mình lão hóa rõ rệt, nhưng tôi chỉ muốn chăm sóc cơ thể với những sản phẩm thiên nhiên mà thôi. Vậy thì chương trình có thể cho tôi một vài lời khuyên hay một cách làm mặt nạ tốt được hay không ạ? Cảm ơn chị Nga. 49 tuổi là cái tuổi rất đẹp thưa chị, nên chị yên tâm không phải lo lắng gì cả. Đối với những người mà quan tâm đến sức khỏe và sử dụng những sản phẩm tự nhiên thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể kéo dài được cái tuổi thanh xuân của mình. Tôi đã từng gặp gỡ rất là nhiều khách hàng chúng tôi, có cô lên đến 60 tuổi, thậm chí là hơn. Khi mà tôi gặp cô thì cô nói rằng cô dùng mật ong khoảng 5-10 năm nay và tôi thấy rằng cô rất là trẻ đẹp và nhân viên của chúng tôi rất là có thêm động lực. Cô nói là cô dùng JCB suốt thì chúng tôi rất là vui. Nên chị cứ yên tâm, chị Nga cứ yên tâm rằng chị Nga có thể sử dụng mật ong. Ví dụ như là hàng ngày chúng ta có thể sử dụng mật ong để làm một cái sữa rửa mặt nhẹ nhàng đó. Chúng ta có thể bôi mật ong nguyên chất lên da mặt chúng ta, massage đều và chúng ta rửa sạch lại bằng nước ấm. Rồi sau đó chị có thể giống như tôi, có thể là pha một cốc nước ấm với một muỗng mật ong vừa phải và với 1/2 trái chanh hoặc là 1/4 trái chanh tùy theo cái khẩu vị của chị. Rồi khi buổi tối chị về trước khi ngủ chị cũng có thể làm một muỗng nhỏ mật ong, hay đừng có nhuồn nhiều quá. Chúng ta một cốc nước ấm nhỏ vừa chúng ta uống trước khi ngủ giúp cho chị ngủ rất là ngon, bởi vì giấc ngủ ngon sẽ làm cho chị lúc nào cũng trẻ trung và yêu đời hết. Nãy giờ thì chúng ta nói rất là nhiều những thông tin về mật ong rồi. Bây giờ thì chắc là phải cho quý vị khán giả nhìn thấy những hình ảnh trực quan nhất về sản phẩm của JCB, và đặc biệt là cái hương vị thì Quang Quý cũng sẽ nếm thử ngay bây giờ thử xem nào. Đúng rồi đó quý vị, hiện tại thì nói thiệt luôn, từ nãy tới giờ em ngồi mà em cứ ngồi nhìn mật ong, em không biết là mùi vị của nó như thế nào. Tuy nhiên thì ở đây thì
Trong chương trình lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị là hai loại, đó chính là mật ong cà phê và mật ong chôm chôm. Tuy nhiên thì theo mà quan quý quan sát á, thì nó sẽ có những cái màu sắc nó hơi khác nhau. Thì không biết là với những cái màu sắc như thế này á, thì nó có ảnh hưởng gì tới chất lượng của mật ong không thưa chị? Một điều thú vị mà mật ong đem lại chúng ta đó là đây là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, nên vào một thời điểm khác nhau, cái mùa khác nhau, cái loại cây khác nhau, nó sẽ đem cho chúng ta một cái loại mật ong hoàn toàn khác nhau, hương vị, độ ngọt, thậm chí là mùi thơm và thậm chí là màu sắc. Nên đối với người tiêu dùng, nếu chúng ta mong rằng một sản phẩm mật ong nó đồng loạt hết, nó giống y chang nhau, thì chúng ta không có được sản phẩm tự nhiên đâu. Phải đó phải là sản phẩm từ phòng thí nghiệm thì có thể, sản phẩm tự nhiên thì không. Nên đó cũng là một điều thú vị khi khách hàng chúng ta, cái năm nay chúng ta ăn mật ong hoa cà phê, chúng ta thấy cái vị nó ngon, thơm. Cái lần sau chúng ta thấy nó lại có một cái vị nó khác hơn một chút xíu nữa. Nhưng điều đó cũng chỉ là nó nằm trong một cái giới hạn là về mật ong tự nhiên. Là giống như là những cái gì tự nhiên nhất từ thiên nhiên thì còn những con ong nó đem về chúng ta tận hưởng nó. Mà chúng ta không thể nào mà bắt nó y chang 100% và giống nhau giống như là một sản phẩm từ phòng thí nghiệm cả. Giống như là ngọc trai, không có, nếu mà ngọc trai thật thì không có viên nào là giống hệt viên nào cả. Ông Quý đang đổ ra một cái chén thủy tinh cho tất cả mọi người cùng xem nè. Đó, mật ong của chúng ta rất là trong luôn. Đó, ông Quý để nghiêng nghiêng cho mọi người thấy nè. Đó, màu vàng rất là trong nè, đổ ra rồi. Và bây giờ thì tất nhiên là ông Quý cũng phải thử xem như nào đúng không ạ? Nè. Có mùi thơm rất là đặc trưng của mật ong. Rồi, cứ mỗi lần mà có đồ ngon là Quang Quý rất là thích và Quang Quý mong muốn thử liền. Hãy thử nha Phụng Yến. Thử nha chị. Ganh tị quá đi, lát nữa tới Phụng Yến thử sau. Nó có một cái mùi thơm và cái vị ngọt rất là đặc trưng của mật ong. Tuy nhiên thì nó thanh thanh, nó dịu dịu. Và khi mà mật ong mà bắt đầu tan dần trong cái khoang miệng của chúng ta thì có một cái mùi thơm. Nó đúng không ạ? Là mùi thơm là của là chiết xuất từ trong hoa cà phê, là cái mùi thơm do phấn hoa từ hoa cà phê nó mang lại. Đúng rồi, và cách tự nhiên. Chắc chắn là khi mà với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có thể là cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu. Bản thân là Quang Quý là một người hay nói và nói rất là nhiều, nhiều khi là bị viêm họng, cho nên là Quang Quý có nghe một cái cách thức là cứ mỗi buổi sáng hay là những lúc mà chúng ta viêm họng, mình chỉ cần là lấy một muỗng mật ong mình bỏ vào miệng mình ngậm cho đến khi nào tan hết thì thôi. Nó sẽ có tác dụng rất là tốt trong việc là sát trùng cổ họng của mình và giúp cho cổ họng mạnh khỏe hơn, đúng không chị? Và mình còn có một cái hơi thở thơm tho khi mà mình sử dụng mật ong nữa. Đúng rồi, và bên cạnh đó thì trong chương trình lần này thì còn có thêm là một dòng sản phẩm nữa. Đó chính là mật ong chôm chôm. Hoa chôm chôm. Thiệt ra là Quang Quý cũng rất là hiếm khi mà nghe tới là mật ong hoa chôm chôm. Chắc tại là Quang Quý không tìm hiểu kỹ. Quang Quý nghe thấy mật ong hoa cà phê nhiều. Hoa cà phê nhiều, hoa đó, nhãn nhiều. Đúng rồi, hoa nhãn hay hoa cà phê. Đó, và thưa quý vị, với dòng sản phẩm lần này thì đây là một món quà chúng tôi gửi kèm trong chương trình lần này. Nếu mà quý vị đặt hàng và chúng ta sở hữu ngay là hai chai lớn thì chúng ta sẽ được nhận thêm là một hũ nhỏ như thế này là hoa chôm chôm và một hũ nhỏ hoa cà phê quý vị nha. Và bên cạnh đó thì mình còn có thêm là một hũ phấn hoa nữa. Rồi bây giờ thì Quang Quý sẽ mở cái nắp ra. Đó, được bảo quản cũng rất là kỹ nha quý vị. Từ đó thì chúng ta sẽ có thêm là mật ong hoa chôm chôm để mình có thể là sử dụng, mình pha nước mỗi ngày. Và không biết là với hoa chôm chôm với lại là hoa cà phê thì có cái gì đó nó khác biệt ở trong hai sản phẩm này không chị? Chị nghĩ là Quang Quý nên thử cái mật ong hoa chôm chôm. Dạ, đây là một đây là một sản phẩm có thể nói là khá độc đáo của JCB. Bởi vì cái nguồn mật hoa chôm chôm rất là hiếm trên thị trường. Đúng rồi. Nên hầu như là không có thấy mật hoa chôm chôm. Tuy nhiên là một trong những người yêu mến mật ong nên tôi đã tìm ra được cái dòng mật ong này và cung cấp nó đến quý vị, mà mong rằng quý vị khán giả cũng như người tiêu dùng Việt Nam sẽ đón nhận nó với một cái tâm thế là ngạc nhiên, rất là thú vị. Đúng rồi, thì mới nãy lúc mà em cầm rồi em đọc ở trên cái hũ em còn hết hộp, ủa làm gì có mật ong hoa chôm chôm ta. Nhưng mà thử đi, bây giờ thử xem cái hương vị nó như thế nào nè. Nó có khác với ban nãy không, hoa cà phê ban nãy không? Nó khác. Mình nhận thấy sự khác biệt rõ ha. Cái vị ngọt của nó thì nó hơi ngọt hơn một chút xíu. Và cái mùi mà nó để lại á, nó rất giống, nó gần giống như là cái vị thơm mà của khi mà mình ăn chôm chôm mà còn ở trong cái khoang miệng của mình. Và nó có một cái sự khác biệt khá là rõ ràng. Rất là rõ. Cái mật này khi mà đem ra thị trường nước ngoài, thậm chí là ở châu Âu và ở Hàn Quốc, thì hầu như khách hàng họ đứng xếp hàng để họ thử. Bởi vì họ nói là rất là lạ, ở nước họ không có. Thì đó là cái việc mà JCB muốn mình trở thành một thương hiệu có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn trên thế giới, đi ra toàn cầu được, là phải chọn được những cái sản phẩm mà nó gọi là đặc trưng nhất của Việt Nam mình để kể câu chuyện của người dân Việt Nam mình đến trên thế giới. Và nếu như mà Quang Quý rất là ngạc nhiên với lại mật ong hoa chôm chôm thì em ngạc nhiên với cái sản phẩm quà tặng của mình là một cái hũ phấn hoa. Thực ra là đó giờ em chưa có từng thử cũng như là chưa có từng sử dụng để làm trà với phấn hoa như thế này. Chị có thể là chia sẻ về sản phẩm quà tặng đặc biệt này
này cho quý vị khán giả không ạ? Trong các sản phẩm về ong á, tất cả những sản phẩm về ong rất tuyệt vời. Nếu bạn đã từng làm việc với con ong, bạn đã thấy là không có sản phẩm nào của ong mà các bạn có thể quên được hết. Yeah. Trong đó có sản phẩm phấn hoa. Thì phấn hoa này là một dòng sản phẩm có rất là nhiều vi chất. Ví dụ như là Trang đọc một số tài liệu á, người ta nghiên cứu chuyên sâu á, nó tới gần cả 100 loại vi chất trong đây, rất là tốt. Và ví dụ như là những người cao huyết áp, tiểu đường, những người có triệu chứng mất ngủ hoặc là bị kém ăn hoặc là bị suy dinh dưỡng thì dùng phấn hoa rất tốt. Thậm chí là những người mà có những cái bệnh giống như là bị tai biến và sau đó cần phải tập luyện lại á, thì chúng ta có thể bổ sung phấn hoa giống như một chất để nó giúp tái tạo tế bào não. Thì với cái sự tự hào đó, với cái tình yêu đó đối với sản phẩm về ong thì JCB muốn gửi tặng cho quý vị cái lọ phấn hoa này để quý vị có thể dùng thử. Chúng ta có thể pha với nước ấm và một tí mật ong, chúng ta có thể thay cho trà uống mỗi buổi sáng. Thì với cái mong muốn là chúng ta có thể thì sử dụng thức uống này hàng ngày, quý vị sẽ cảm thấy là mình khỏe ra hẳn, mình đẹp hẳn và chúng ta có được sức khỏe. Khi mà có được sức khỏe rồi thì chúng ta sẽ có được cái niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Và hy vọng là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này, tất cả quý vị khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping, chúng ta cũng sẽ chăm sóc thật là đều đặn, lưu tâm đều đặn đến sức khỏe của mình. Và như là câu chuyện mà chị vừa chia sẻ đó, có sức khỏe thì chúng ta sẽ có thật là nhiều ở những điều thành công và sự hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin rất là cảm ơn chị Trang đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng những cái thông tin hữu ích mà chị chia sẻ thì sẽ giúp quý vị khách hàng có được thêm nhiều những điều hữu ích để lựa chọn những sản phẩm mật ong tốt ạ. Tôi cũng xin đại diện cho công ty cảm ơn chương trình rất nhiều. Chúng tôi cũng mong là quý vị khán giả, những người tiêu dùng Việt Nam chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ những thương hiệu Việt Nam mà chúng ta làm tốt, để chúng ta có được những sản phẩm tốt cho chính mình và giúp cho thương hiệu Việt Nam có thể tiến xa hơn, cạnh tranh được với các thương hiệu lớn trên thế giới. Bởi vì đối với chúng tôi là một trong những nhà sản xuất thì chúng tôi hiểu rằng chúng tôi làm là sự cống hiến chứ không phải là kinh doanh là một cái nghề để kiếm tiền, mà thực sự ra bản chất của kinh doanh là cống hiến. Và khi chúng ta cống hiến đúng, chúng ta cống hiến đủ và chúng ta làm những điều tốt thì chúng ta sẽ có được những kết quả, những thành công. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị. Và thưa quý vị, chúng ta đừng chuyển kênh quý vị nha. Một lát nữa Quang Quý và Phụng Yến sẽ quay trở lại và chia sẻ thêm nhiều những cách thức cũng như là những cái lợi ích nhiều hơn khi chúng tôi sử dụng sản phẩm này để chăm sóc sức khỏe và cả nhan sắc của mình nữa. Đừng chuyển kênh quý vị ạ. Từ ngày mà chị dùng cái mật ong này thì chị cảm thấy rất là hài lòng. Vì là ăn thì cảm thấy ngon nè, còn thấy da mình sáng hơn, tốt hơn. Cho nên là rất là thích. Cũng nghe bạn bè giới thiệu thì chị chuyển qua dùng này thì chị cũng giới thiệu rất là nhiều người rồi. Và hầu như là ai cũng thích và yêu cầu là chị em giới thiệu nhiều hơn nữa. Thì chị nghĩ đây là một sản phẩm tốt, mình có thể tin được. JCB đẳng cấp của sự tươi nguyên. Mật ong 100% nguyên chất, không đường, không kháng sinh, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nghiêm ngặt vào châu Âu. Mật ong hoa cà phê JCB, từng dòng mật đều an toàn chất lượng, vì ong được nuôi và chăm sóc kỹ, các nguồn thức ăn cho ong đều đảm bảo và ngoài ra thì mỗi lô mật đều kiểm tra nhiều lần để đảm bảo chất lượng quý vị nha. Đóng gói với chai thủy tinh và nút bần để đảm bảo độ tinh khiết của mật ong. Đây là ước mơ mang đến sức khỏe và niềm vui cho người tiêu dùng. Hãy lựa chọn ngay mật ong hoa cà phê JCB, đặc sản của mùa xuân cao nguyên, màu hổ phách sánh đậm, vị nhẹ nhàng, thanh khiết. Công dụng tuyệt vời của mật ong chất lượng cao giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, phòng các bệnh viêm họng và hô hấp, cải thiện bộ máy tiêu hóa, tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, giúp thơm miệng, hỗ trợ giảm cân, cân bằng độ pH cho cơ thể, làm đẹp cả da và tóc của chúng ta. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Combo mật ong sạch JCB, bộ 2 chai mật ong hoa cà phê 600ml mỗi chai, nhận thêm quà tặng rất hấp dẫn. Một hũ mật ong hoa chôm chôm, một hũ mật ong hoa cà phê, mỗi hũ 189ml, một hũ phấn hoa sạch 50g, mức giá ưu đãi chỉ có 500.000 đồng. Hãy mang về ngay món quà sức khỏe thật sự dành cho mọi người. Ba món quà một lời tri ân: mật ong hoa chôm chôm, mật ong hoa cà phê, hương vị đậm đà mới lạ, có thêm phấn hoa sạch giàu vitamin và khoáng chất, thêm sự lựa chọn để chăm sóc sức khỏe. Hãy nhận tay sở hữu ngay cùng VTV Vì Đại Hồng Shopping. Quý vị khách hàng thân mến, như lời hứa thì ngay bây giờ Quang Quý và Phụng Yến đã quay trở lại và đến một phần mà Quang Quý rất là mong đợi từ nãy tới giờ, đó chính là chúng ta có thể là sử dụng sản phẩm lần này chúng tôi giới thiệu đến mọi người, đó chính là mật ong quý vị nha. Rồi chúng ta có thể là làm rất là nhiều những món khác nhau, bên cạnh việc là chúng ta có thể là mình làm mặt nạ này, hay là mình có thể là dưỡng da rồi bổ sung sức khỏe cho cơ thể của mình như là từ nãy tới giờ chúng ta đã chia sẻ, thì bây giờ Quang Quý đã chuẩn bị sẵn ở đây đó, chanh đào mật ong rất là tốt cho cơ thể của mình nha. Và Phụng Yến đã có sẵn sản phẩm của JCB đây, mật ong chất lượng, để chúng ta có thể là dễ dàng mình làm ngay những cái hũ chanh đào mật ong như thế này. Gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức quý vị nha. Có thể là ông bà uống nè, cảm nhận được cái hương vị thơm ngon của chanh cũng như là mật ong. Rồi các chị em phụ nữ chúng ta thưởng thức để có thể là chăm sóc và làm đẹp cho làn da của mình. Các quý ông khi đi làm mệt mỏi trở về, đó mình lấy một chút xíu chanh đào mật ong ra thưởng thức chung với lại đá lạnh chẳng hạn, mát lạnh, hương vị thơm ngon và hưởng những cái nguồn dưỡng chất, những vitamin, những axit amin từ mật ong rất là chất lượng của JCB. Đúng rồi thưa quý vị, với việc là chúng ta có thể là ngâm chanh đào mật ong như thế này thì Quang Quý tin chắc rằng ở trong gia đình của mình á, mỗi gia đình cũng nên có một cái hũ nhỏ nhỏ mình để ở trong cái tủ bếp của mình, đúng không ạ? Thay vì mỗi buổi sáng mà chúng ta cứ phải tốn thêm thời gian để mình có thể là cắt chanh rồi mình vắt ra rồi mình pha chung với mật ong, nếu mà chúng ta không có quá nhiều thời gian, mình có thể là tận dụng ngay là mật ong của JCB mà chúng tôi mang đến cho mọi người lần này. Chúng ta ngâm những hũ chanh đào mật ong như thế này quý vị nha. Đó, rồi kế bên nè, có sẵn là những cái thanh quế như thế này nè. Những thanh quế như thế này chúng ta có thể là sử dụng ngay là bột quế rồi mình pha cùng với mật ong và từ đó thì mình có thể là thoa lên mặt làm mặt nạ dưỡng da cũng rất là tốt luôn quý vị ạ. Đó, rất là nhanh chóng luôn, đẹp ghê ha Phụng Yến. Và ở đây thì Phụng Yến cũng thấy là có chuẩn bị là quý vị các bạn thấy là những cái bột nghệ, ví dụ như là những người mà chúng ta bị đau bao tử nè, hay là muốn chăm sóc cho hệ tiêu hóa của mình thì mình có thể là dễ dàng mình sử dụng nghệ chung với lại mật ong nữa quý vị các bạn nha. Đó, có rất là nhiều sản phẩm mà mình có thể là dễ dàng mình làm ngay tại nhà của mình, tạo ra những cái loại nước uống nè, những loại thức ăn dinh dưỡng chẳng hạn mà chúng ta chăm sóc cho cơ thể của mình. Còn bây giờ đó Quang Quý ơi, muốn thè uống ngay một cái ly nước chanh với lại mật ong thơm ngon thì bây giờ hai đứa mình cùng làm nha. Rồi bây giờ mình đã có sẵn là chanh đào ở đây nè mọi người, mỗi buổi sáng mình chỉ cần là thức dậy rồi mình vắt chanh như thế này nha, rồi mình pha cùng với mật ong, rồi từ đó thì chúng ta sẽ có ngay là những cái món nước rất là bổ dưỡng cho những thành viên trong gia đình. Và theo xu hướng của thời buổi hiện tại như thế này á, thì chúng ta cũng đang dần dần là thay thế đường bằng mật ong để tốt cho sức khỏe cho cơ thể của chúng ta nhiều hơn quý vị nha. Không chỉ là với việc là pha nước uống như thế này đâu, quý vị cũng có thể là sử dụng thêm mật ong để nấu ăn nè, chẳng hạn như là chúng ta có thể sử dụng để kho thịt nè, để ướp thịt, nướng thịt cũng rất là ngon quý vị nha. Vừa pha vào như thế này nè, có thêm một cái vị ngọt rất là thanh và cũng không là bị gắt cổ. Đó, rất là nhanh chóng mỗi buổi sáng như thế này chúng ta đã có ngay là món chanh đào mật ong, có thể là thông cổ mát họng và từ đó thì bổ sung sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình rồi. Như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có ngay một người bạn đồng hành để ngay ở trong gian bếp của mình quý vị nha, để cho chúng ta có thể là thực hiện rất là nhiều những cái món ăn khác nhau, không chỉ là nấu ăn mà mình cũng có thể là mình sử dụng ngay để làm những cái món thức uống như thế này cùng với mật ong đến từ thương hiệu JCB. Bỏ trong cái ly cocktail nhìn có vẻ là sang chảnh dễ thương quá đi. Ở nhà thì quý vị thấy là mình có sẵn mật ong ở nhà, mình làm đủ mọi chuyện hết quý vị nha. Quý nghe nói là ở nước ngoài người ta dường như là không có sử dụng đường luôn và sử dụng mật ong trong cả nấu ăn, trong cả những cái món thức uống và chăm sóc sức khỏe cho cơ thể tất cả mọi thành viên trong gia đình của chúng ta quý vị ạ. Rồi bây giờ Phụng Yến xí cái ly này nha. Rồi trong lúc mà Phụng Yến xí cái ly và thưởng thức thì Quang Quý chia sẻ thêm một vài cách thức để cho chúng ta có thể là làm thêm những cái món nó lạ lạ, nó hay hay và chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình. Bên cạnh việc là chúng ta có thể là uống là chanh đào mật ong như thế này quý vị nha, mình cũng có thể là kết hợp cùng với những cái loại thực vật ở xung quanh nhà mình, chẳng hạn như là mình có ngay là lô hội nè, hay là mọi người cũng có thể là sử dụng gọi là nha đam đó, mình có thể là nấu nha đam lên cùng với một lượng nước nhất định và sau đó thì mình pha chung với mật ong và mình có ngay một cái dung dịch để là mình dưỡng da. Đó, dung dịch đó sẽ
giúp là tẩy tế bào chết và giúp cho lỗ chân lông của chúng ta nó se khít lại nè. Rồi ngoài ra nữa thì mật ong á mình cũng có thể là thoa trực tiếp lên tóc luôn. Đó, hoặc là sau khi mà mình kết hợp cùng với dầu gội giúp cho tóc của chúng ta nó bóng mượt hơn và hạn chế cái vấn đề là bị khô. Đúng rồi. Và quý vị có thể là mình dễ dàng mình sáng tạo ra mỗi ngày ở nhà. Công thức thì Phụng Yến thấy là tìm thấy ở trên internet cũng rất là dễ. Nhưng mà quan trọng là lựa được mật ong chất lượng, mật ong sạch, mật ong uy tín cho gia đình của mình quý vị nha. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho quý vị một bộ sản phẩm mà nó hấp dẫn cả về mức giá và số lượng luôn đó Quang Quý ơi. Đúng rồi thưa quý vị, nếu mà chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này mật ong hoa cà phê mức giá cực kỳ ấn tượng quý vị ạ. Chúng ta có ngay là hai chai lớn như thế này quý vị nha. Hai chai lớn thủy tinh nè, nắp là nút bần bảo quản một cách tốt nhất có thể nè. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có ngay những phần quà kèm theo. Phần quà kèm theo là một hũ mật ong hoa cà phê với dung tích nhỏ hơn và một hũ mật ong hoa chôm chôm. Không dừng lại ở đó, chúng ta còn có thêm là một hũ phấn hoa nữa. Kết hợp trọn bộ sản phẩm như thế này mà mức giá chỉ là 500.000 đồng. Wow, một mức giá rất là ấn tượng và dễ dàng cho gia đình của chúng ta đầu tư ngay bây giờ đúng không ạ? Mang về sức khỏe và chăm sóc cả nhan sắc nữa cho tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình. Và ngay bây giờ để có thể mang về dòng sản phẩm chính hãng của JCB và nhận những quà tặng rất là ấn tượng của chương trình thì quý vị cần làm gì nào? Rất là nhanh chóng thôi, nhấc máy lên alo Quang Quý ơi, Phụng Yến ơi và chị Tống Đại ơi, chúng tôi muốn đặt bao nhiêu bộ sản phẩm này. Tất nhiên là chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và bên cạnh đó quý vị cũng có thể là truy cập vào website vtvhyundai.vn hoặc là đặt hàng thông qua ứng dụng. Về cách thức nào chúng tôi cũng sẽ giao hàng tận nơi quý vị nha. JCB đẳng cấp của sự tươi nguyên. Mật ong 100% nguyên chất, không đường, không kháng sinh, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nghiêm ngặt vào châu Âu. Mật ong hoa cà phê JCB, từng dòng mật đều an toàn chất lượng, vị ong được nuôi và chăm sóc kỹ, các nguồn thức ăn cho ong đều đảm bảo và ngoài ra thì mỗi lô mật đều kiểm tra nhiều lần để đảm bảo chất lượng quý vị nha. Đóng gói với chai thủy tinh và nút bần để đảm bảo độ tinh khiết của mật ong. Đây là ước mơ mang đến sức khỏe và niềm vui cho người tiêu dùng. Hãy lựa chọn ngay mật ong hoa cà phê JCB, đặc sản của mùa xuân cao nguyên, màu hổ phách sánh đậm, vị nhẹ nhàng, thanh khiết. Công dụng tuyệt vời của mật ong chất lượng cao giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, phòng các bệnh viêm họng và hô hấp, cải thiện bộ máy tiêu hóa, tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, giúp thơm miệng, hỗ trợ giảm cân, cân bằng độ pH cho cơ thể, làm đẹp cả da và tóc của chúng ta. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Combo mật ong sạch JCB, bộ 2 chai mật ong hoa cà phê 600ml mỗi chai, nhận thêm quà tặng rất hấp dẫn, một hũ mật ong hoa chôm chôm, một hũ mật ong hoa cà phê, mỗi hũ 189ml, một hũ phấn hoa sạch 50g, mức giá ưu đãi chỉ có 500.000 đồng. Hãy mang về ngay món quà sức khỏe thật sự dành cho mọi người. Ba món quà một lời tri ân, mật ong hoa chôm chôm, mật ong hoa cà phê, hương vị đậm đà mới lạ, có thêm phấn hoa sạch, dầu vitamin và khoáng chất, thêm sự lựa chọn để chăm sóc sức khỏe. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng VTV Vì Đài Home Shopping.